Xin chào cả nhà. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ nốt phần cuối chuyến đi Đà Lạt của mình nhé. Thì sẽ còn một điểm mình sẽ ghé qua nè. Đó là điểm Merlin Coffee Garden. Địa chỉ là tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Cách trung tâm khoảng 20 km. Đến đây thì mình sẽ order nước với cái giá là từ 65 cho đến hơn 100. Và đây cũng là bao gồm luôn cái vé tham quan nha cả nhà. Ở phía trên thì quán có chỗ ngồi rất là rộng rãi để chúng ta có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm toàn bộ cảnh ở phía dưới nha. Nơi đây thì họ cũng cho thuê đồ của các người dân tộc nữa các bạn. Khuôn viên của quán khá rộng. Mình thấy là không gian ở đây rất là thư giãn và yên tĩnh. Cùng với những vườn cà phê mocha trải dài trên sườn đồi tạo nên một nét đẹp cho thành phố núi nữa nè. Và cà phê ở nơi đây thì họ sẽ thu hoạch và chế biến tại chỗ để bán cho du khách luôn. Phong cách của quán cũng khá hay. Họ sẽ làm những cái cầu trên vườn cà phê để du khách sẽ đi tham quan và ngắm cảnh. Và họ cũng làm khá nhiều cái tiểu cảnh để cho các team tha hồ check-in và sống ảo nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình để tham quan những tiểu cảnh của quán nha. Quán được mở cửa từ lúc 7 giờ sáng cho đến 18:30. Và họ cũng có mời các ca sĩ về để phục vụ cho quý khách nữa. Góc này họ treo nhiều cái lồng chim, trông cũng khá thú vị nè cả nhà. Còn đây là một cái tổ chim được làm bằng những cái gốc cây bệt lại, trông cũng khá độc đáo. Đến đây thì không cần phi thuyền mà ta cũng ghé được đến mặt trăng nha cả nhà. Khi đến đây thì mình cảm nhận là không gian của quán rất là đẹp, không khí thì thoáng đãng. Và đứng đây thì mình thấy là cái mùi hoa cà phê thoang thoảng rất là thơm nè. Cho nên cũng cảm thấy thư giãn lắm các bạn. Nhỏ đang phá cách một chút để ghi hình ở cổng trời nè. Mặc dù quán ở xa thành phố nhưng mà có nhiều view đẹp cho nên cũng thu hút khách đến đây lắm các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống vườn hoa một chút nha. Trông cũng khá là dễ thương nha cả nhà. Giữa vườn có đặt cái đàn dương cầm màu trắng làm cho khung cảnh vườn thêm phần lãng mạn. Và đây là hoa sim Thái hay còn gọi là hoa mua. Chúng ta thấy là cái màu tím của nó rất là đẹp. Chính vì thế mà nhiều nhạc sĩ đã sáng tác ra rất là nhiều bài nói về cái hoa sim tím này cả nhà. Chẳng hạn như là bài "Ôi những đồi hoa sim tím yêu". Phía bên này thì họ trồng hoa bất tử, một loài hoa cũng rất là đặc trưng ở Đà Lạt. Ý nghĩa của loài hoa này là nói về một tình yêu bất diệt mà từ trong truyền thuyết xa xưa đã để lại. Một vườn hoa rất là đẹp, có rất là nhiều hoa các bạn. Và mọi người ở đây đang chăm sóc cho hoa nè. Các bạn cùng Thảo ngắm vườn hoa đây nha. Một cái góc nơi đây có một cái giường cùng với nhiều gối làm mình liên tưởng tới câu chuyện 1001 đêm. Và sau đây là một số hình ảnh mà Thảo tóm được lại về chuyến đi du lịch Đà Lạt của mình vừa qua nhé cả nhà. Đây là tượng Đức Mẹ ở đèo Bảo Lộc. Chúng ta đến và cầu nguyện xin mẹ ban bình an cho chúng ta. Chúng con xin cảm tạ mẹ. Amen.
đang đứng ở quảng trường Lâm Viên. Đây là cái đóa hoa chả quỳ nhé. Còn đây là bút hoa Atiso. Đây là hai biểu tượng đặc trưng cho Đà Lạt nha cả nhà. Chiều xuống thì khí hậu ở Đà Lạt có gió mát nhẹ. Chúng ta dạo quanh bờ hồ Xuân Hương cũng rất là thú vị nha cả nhà. Kế tiếp, mình sẽ ghé qua để tham quan nhà thờ Con Gà với một lối kiến trúc rất là cổ kính châu Âu. Qua ngày thứ hai thì mình sẽ ghé đến Búp Bi Farm. Nơi đây tập trung lại mấy điểm để mình tham quan rất là đẹp. Như là có vườn hoa, trong đó có hoa cẩm tú cầu nè. Và hoa lavender cùng với một số loại hoa khác trông rất là đẹp. Và đến điểm này thì mọi người rất là hào hứng. Ở đây có rất nhiều chó và có loại là corgi, Alaska và chó búp nữa. Trông chúng rất là đáng yêu. Và mình sẽ ghé qua vườn dâu. Ở đây thì dâu trái rất là to và cái màu đỏ rất là chín mọng. Trông nó rất là đẹp. Kế tiếp là vườn cà chua bi. Wow, nhìn cái vườn cà chua sai trái, chín đỏ mọng. Trông rất là mê luôn cả nhà ơi. Và mình sẽ chuyển hướng đến quán cà phê Tulutula. Nơi đây với không khí thoáng mát, không gian thì yên tĩnh và có rất là nhiều view đẹp. Cho nên ở đây cũng là một điểm rất lý tưởng cho các team đến check-in và sống ảo này cả nhà. Và đây là góc ảnh cũng rất là ấn tượng nè các bạn. Và chúng ta sẽ tham quan đến một quán cà phê Army Garden nè. Quán này có cái địa thế là từng tầng, trông cũng khá đẹp. Với cách bày trí rất là giản dị, nhưng mang một cái nét đặc trưng, vẻ đẹp của thành phố núi. Cảnh này trông rất là thơ mộng nè cả nhà. Và trên này thì chúng ta nhìn được bao quát cảnh thành phố phía dưới, trông cũng rất là đẹp. Và mình sẽ đến lẩu bò ba toa để dùng tối nè. Với cái lẩu bò 500k và một đĩa gỏi khoảng 120 nữa mà 5 người lớn ăn không hết đó các bạn. Món ăn ở đây thì rất là ngon và giá cả thì cũng nới, cho nên là tiệm lúc nào cũng đông khách luôn á cả nhà. Và mình sẽ chuyển qua khu vực chợ đêm để dạo quanh một vòng nha cả nhà. Nơi đây thì được bày bán rất là nhiều thứ, từ trái cây đến đồ ăn vặt và các thứ uống rất là nhiều. Cho nên khi đến đây dạo quanh và ăn những món ăn vặt cũng rất là lý thú đó cả nhà. Và mình cũng có ghé qua nhà thờ Domaine de Mary. Với sự kết hợp của kiến trúc Pháp cổ và đồng bào dân tộc cao nguyên, cho nên nhà thờ có một nét đẹp rất là độc đáo. Và nơi đây
cũng là nơi check-in của khách du lịch trong nước và cả ngoài nước rồi các bạn. Và đây cũng là điểm cuối của tour mà mình đến nè, đó là Mê Linh Coffee Garden. Nơi đây thì khuôn viên cũng khá rộng và cảnh trí cũng khá đẹp, cho nên cũng thu hút rất là nhiều du khách đến đó cả nhà. Tạm biệt Đà Lạt với những cung đường cong của đèo thật ngoạn mục. Trước những ngày mình đi thì mình có xem dự báo thời tiết thì báo là có mưa, nhưng mà rất là may là chỉ có vài cơn mưa mà mưa lâm râm một chút thôi cả nhà. Nhưng mà còn khoảng 50 cây số nữa là tới nhà thì có một trận mưa rất là to luôn. Đã mưa to mà còn gió mạnh nữa, cho nên đi ngoài đường những lúc như thế này cũng hơi bị nguy hiểm rồi các bạn. Tầm nhìn mình nó hạn chế, mình chỉ thấy cách đây khoảng tầm 10-15 mét thôi, xa xa khó thấy. Nhưng cũng may là cái đoạn đường mưa to chỉ khoảng vài cây số thôi, và lúc này thì mưa cũng nhỏ dần rồi. Và khi gần đến nhà thì may quá, chỗ mình không có bị mưa. Cảm tạ ơn trên để ban cho gia đình mình một chuyến đi vui vẻ và được bình an nè. Đến đây, Thảo sẽ ngừng video của mình. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc cả nhà được bình an, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp cả nhà ở các video sau.